Chào giờ chào bố chưa? Đấy, cơm đây này có hai chị em ăn rồi. Dạ. Yeah. Chiên hay làm gì rồi này? Con tôm mày làm à? Ôi chà. Chơi đi nào. À rồi bếp, bếp, bếp. Đưa rồi bếp.
Tưởng có người đấy. Thấy cái đồ của mẹ không chịu xuống dưới này. Mẹ cái mày có thích xóa đi xóa. Hơn một tiếng. Đâu rồi em tự xuống em ăn đào. Hả? Ôi giời, em xuống cơm em ăn à? Em vừa xem máy bát, em vừa xuống em ăn à? Em giỏi quá hả? À?